Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Như quý vị đã biết, xem tử vi năm 2023 của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ giúp bạn biết được chi tiết về vận mệnh của mình trong năm nay sẽ diễn ra như thế nào và vận mệnh của mình sẽ ra làm sao. Trong năm 2023 Quý Mão, những người tuổi Giáp Ngọ được tam hợp với thái tuế Nhâm Dần, vậy nên mọi sự hanh thông, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, may mắn tài lộc ùn ùn kéo về. Trong phần luận giải về tử vi năm 2023 của những người Giáp Ngọ sẽ chỉ ra rõ vận trình của quý vị trên 4 phương diện: tổng quan vận hạn, công danh sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của người tuổi Giáp Ngọ. Cùng với đó, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp bạn hóa giải về vận hạn trong tử vi của những người tuổi Giáp Ngọ trong năm 2023, từ đó giúp bạn hóa giải được những tai ương cho mình trong năm 2023 Quý Mão. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Giáp Ngọ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 nam mạng trong năm 2023. Chịu ảnh hưởng của cục diện phá thái tuế, vận trình trong năm nay nhiều biến động, muốn an ổn cũng khó. Mối quan hệ như anh em, họ hàng, bạn bè, vợ chồng, cha mẹ và con cái không được như ý, dễ dẫn đến xung đột, tranh cãi, thậm chí có khi còn phải tốn tiền hao của để giải quyết, khiến tài chính hao hụt, thất thoát. Trong năm nay, gia chủ cũng rất dễ phạm tiểu nhân, họa thị phi, nghiêm trọng còn có thể dính líu tới pháp luật và kiện tụng. Vấn đề sức khỏe cũng có dấu hiệu sụt giảm, cần chú ý chăm sóc cơ thể. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Giáp Ngọ sinh năm 1954 nam mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Kế Đô, vận hạn Địa Võng, hạn tam tai. Năm 2023, gia chủ không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc. Kim lâu, không rơi vào kim lâu. Về địa chi, Giáp Ngọ gặp năm Quý Mão bị tác động mạnh bởi cục diện phá thái tuế, báo hiệu một năm nhiều biến động, thăng trầm vất vả ngược xuôi. Xét về mối quan hệ thiên can Giáp Dương Mộc gặp quý âm thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Giáp Ngọ trong năm nay, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh, đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 cần chú ý tháng Giáp Tý, tháng 11 âm lịch, từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Giáp Ngọ. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không độ ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Giáp Ngọ sinh năm 1954 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Giáp Ngọ sinh năm 1954 gặp sao Kế Đô chiếu mệnh. Sao Kế Đô hay còn gọi là Kế Đô tinh quân. Kế Đô là sao tam cửu khóc bi ai, mang đến sự buồn khổ, chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ. Chính vì thế, năm nào bị sao Kế Đô chiếu mệnh, xem như năm đó bị xấu, đặc biệt ảnh hưởng rất xấu đến phái nữ. Riêng những người có thai kỳ hay sinh đẻ trong hạn sao này thường ít bị ảnh hưởng. Gặp hạn sau này, mưu sự thường khó khăn, thành ít bại nhiều. Tuy nhiên, nữ giới thường kỵ nhiều hơn nam giới, cần chú ý tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Hóa giải vận hạn sao Kế Đô. Hàng tháng vào lúc 13 giờ đến 15 giờ chiều ngày 18 âm lịch, gia chủ hãy lập bàn thờ quay về hướng Tây để cúng dâng sao giải hạn. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị hương hoa, trà nước, mâm ngũ quả, chè, oản, thuốc, bánh kẹo, muối gạo và 21 ngọn nến. Lễ vật dùng để cúng sao Kế Đô phải là màu vàng. Trường hợp có một số thứ không phải màu vàng thì lấy giấy màu vàng gói vào hoặc có thể lót dưới mông rồi đặt lên bàn thờ. Cách viết bài vị cúng sao Kế Đô. Gia chủ hãy dùng sớ có màu vàng và viết địa cung thần vĩ Kế Đô tinh quân. Gia chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954 nam mạng năm nay gặp hạn Địa Võng. Nhắc đến hạn Địa Võng, người xưa có câu Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan, dày già. Có nghĩa là người nào gặp phải hạn này, gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối, thị phi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu lầm, muôn đời mang tiếng xấu. Điều này khiến tâm trạng người gặp nạn trở nên đau buồn, phiền lòng. Khi gặp phải hạn này thì các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí gia đình luôn căng thẳng và mệt mỏi. Không nên quá tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt, ở hay là ngủ nhờ. Chẳng may tai bay, vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát về tài sản. Hóa giải. Để giảm bớt ảnh hưởng của hạn địa võng, gia chủ chú ý không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm, nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng, cái chết. Song đó, gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhiều qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quan trọng hơn, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, thường xuyên đi chùa thắp hương, cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Luận tử vi Giáp Ngọ sinh năm 1954 Nam Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1. Đầu năm đón xuân vui bên gia đình, gia chủ tuổi Giáp Ngọ chú ý về sức khỏe, không được tốt, dễ ốm đau bệnh tật. Tháng 2. Gia đạo của gia chủ trong tháng này thiếu hòa khí, không hòa hợp. Tháng 3. Tháng này, gia chủ tuổi 1954 Giáp Ngọ có lộc về tiền bạc do người khác đưa tới. Tuy nhiên, đây là tháng sức khỏe của gia chủ không tốt. Tháng 4, được hưởng phần phúc tổ tiên nên công việc của gia chủ tuổi này trong tháng 4 được thuận lợi, hóa cát và tránh được mọi điều hung. Tháng 5, công việc kinh doanh làm ăn của con cháu trong gia đạo của gia chủ không thành đạt như mong muốn. Sức khỏe của gia chủ trong tháng bị yếu kém. Tháng 6, có quý nhân giúp đỡ nên nếu ốm đau bệnh tật trong tháng này cũng nhanh chóng qua khỏi. Công việc của con cháu không được thuận lợi. Tháng 8, cần chú ý các căn bệnh tuổi già trong tháng này. Tháng 9, có chuyện buồn đưa tới trong tháng 9, bên cạnh đó đề phòng các bệnh liên quan với huyết áp. Tháng 10, đón tin vui về việc thêm người thêm của trong tháng này, tuy nhiên cần chú ý đến sức khỏe. Tháng 11, trong gia đạo của người tuổi Giáp Ngọ, Nam Mạng tháng này hòa khí kém. Ngoài ra, công việc làm ăn của con cháu trong nhà bị phá hoại. Tháng 12, tiền bạc của gia chủ có sự tiêu pha nhiều trong tháng cuối năm, sức khỏe cần chú ý đến đường tiêu hóa không tốt. Tổng kết tử vi tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 Nam Mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, ở tuổi 70, đa phần người tuổi này đã về hưu, không còn nhu cầu danh vọng, thời thế không có gì đáng ngại, gia chủ có thể yên tâm an hưởng tuổi già bên con cháu. Tuy nhiên trong năm có nhiều điềm báo thị phi và tiểu nhân quấy phá, các mối quan hệ xã giao không còn hữu hảo, hành xử không khéo hay ăn nói tùy tiện sẽ rất dễ dẫn đến rắc rối. Những dự định lớn muốn tiến hành trong năm nay có thể không quá thuận lợi, xác suất thành công thấp do không được vận khí ủng hộ. Về tài chính, tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2023 Nam Mạng về phương diện tài lộc không quá lý tưởng, điềm báo hao tài luôn hiện hữu, chỉ cần bản mệnh bất cẩn là có thể mất tiền bất cứ lúc nào. Đặc biệt, mệnh chủ có vận tiểu nhân khá vượng nên có thể bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng chiếm đoạt tài sản bất cứ lúc nào. Ở tuổi này, bạn cũng không nên quá tham lam, chạy theo những lời mời gọi đầu tư hay nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt, kẻo hiểm họa luôn rình rập. Tốt nhất nên giữ tiền an toàn, có khoản tích góp cho tuổi già và đỡ đần con cháu là điều tốt, chứ nên khoe khoang hay dùng tiền vào những việc phù phiếm. Về sức khỏe, năm Quý Mão 2023, sức khỏe của người tuổi Giáp Ngọ rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm, do đó bạn cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất, kẻo họa ập xuống đầu. Đời sống sinh hoạt cần điều độ hơn, không thích hợp đến mấy tụ điểm giải trí không thích hợp với độ tuổi, nên hạn chế các cuộc hẹn xã giao. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh, mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 Nam Mạng. Về tình cảm gia đạo, tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 vào năm Quý Mão, gia đạo nhìn chung an ổn, trong nhà êm ấm, ít xung đột xảy ra. Nhưng đừng quên nhường nhịn lẫn nhau bạn nhé. Có những chuyện sẽ dễ giải quyết hơn khi cả hai bên hạ thấp cái tôi để chung sống bên nhau, có vậy mới mong dài lâu và hạnh phúc. Có điều dưới tác động của thái tuế khiến các mối quan hệ của gia chủ rơi vào tình trạng rối ren nếu không kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Nên nhớ, vợ chồng hạnh phúc không cần phải giàu sang, cũng chẳng cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần vợ bớt một lời, chồng nhường một bước là được. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954 nam mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn được may mắn và thành công, mỗi năm vận hạn mỗi người sẽ khác nhau, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải tử vi của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.